Ok, thì như chúng ta đã biết, thời gian vừa rồi Game Cực Hay đã cho ra mắt một video nói về việc game đối kháng đang dần lụi tàn. Ok, tất nhiên chúng tôi biết bên Game Cực Hay chỉ đang vừa vui vẻ về vấn đề này thôi. Chứ làm đéo có chuyện game đối kháng chết được đúng không? Đây game hot như Street Fighter 6 hay Tekken 8 mà sắp ra mắt cơ mà. Làm đéo có chuyện là chết được. Nhưng mà tất nhiên, để tránh việc những newbie đang hay thậm chí là bắt đầu tìm hiểu về game đối kháng bị mông lung, thì hôm nay team DKB bọn mình sẽ đưa ra những lập luận để bổ sung thêm cho thông tin của bên Game Cực Hay. Còn bây giờ thì let's go. Đầu tiên là về vấn đề game quá khó với newbie. Thực sự thì tôi phải nói rằng là không có một game nào mang tính cạnh tranh là dễ với newbie cả. Những tựa game bắn súng như kiểu CS:GO hay là Valorant, MOBA như LOL hay là Dota 2 đều ngốn rất nhiều thời gian của người mới để đi những bước như sau. Đầu tiên là cơ chế game, đến luyện tập thuần thục kỹ năng, áp dụng thực chiến. Và thậm chí các bạn còn chưa kịp áp dụng thực chiến đã bị đối phương cho cắm gạch khỏa thân rồi cơ. Bây giờ tôi sẽ lấy tạm Valorant làm ví dụ cho dòng game FPS nhé. Bước đầu tiên để có thể bắt đầu chơi là phải nhớ các vị trí con ao trong map thi đấu. Con được chính xác vị trí như địch lần cuối ở đâu hay là có tiếng ở đâu sẽ giúp đồng đội của bạn hình dung được vị trí của địch. Hay xa rộng hơn là hướng di chuyển của địch, từ đó bắt bài đối phương. Còn không thì bạn chỉ như Leopard của Teenage Mutant Ninja Turtles thôi, chỉ biết báo nhà báo cửa, báo người có vợ đến người chưa vợ. Tao lừa anh Dung rồi, địt mẹ thằng Leo không mà còn cầm thú. Và đó mới chỉ là một trong nhiều tác dụng của việc học thuộc con ao nhé. Tiếp đến là spray control. Nếu có thông tin tịch ở đâu nhưng mà bạn không bắn được trúng địch thì rõ ràng là các bạn vứt đi chiến thắng của mình một cách dễ dàng rồi. Thay vì cầu may và những pha đấu súng thì các bạn có thể học cách sấy bằng cách vào phòng tập, ghi nhớ pattern của mỗi súng, tập sấy theo đoạn không bị tõe lung tung như cách bạn ăn 3 tô cơm. Và khi chụp lại được như thế này thì chúng ta thành công. Ok, game đối kháng thì cũng vậy. Để so sánh cho giống nhất thì chúng ta cứ lấy Conan với cả Frenata làm so sánh đi. Bạn cũng phải học, học nữa, học mãi. Thay vì bạn gọi tên những con số trong đội vì chơi game đối kháng bạn chơi một mình, bạn biết được những đòn nào đòn nhanh của đối phương, đòn nào đòn lỗi để bạn có thể phạt, hoặc là đòn nó có dương hay là không. Từ đó hình dung ra được những đòn mà đối phương sử dụng, hoặc sâu xa hơn nữa là hạ thanh máu của đối phương xuống không. Một khi đã hình dung được độ chính xác là lúc bạn bắt bài đối phương. Đó là phần kiến thức. Spray control hay là aim trong game V, đó là kỹ năng cá nhân. Luyện càng nhiều thì tay càng to. Thế vậy tay to trong game đối kháng nằm ở đâu? Nó là một cách bạn thực hiện combo mượt ra sao, bạn triển khai chiến thuật như thế nào, và quan trọng hơn hết là bạn phản lỗi đối phương ra sao. Khi bạn có thể nâng cao kỹ năng cá nhân lên một tầm vừa đủ thì bạn hoàn toàn có thể giành chiến thắng, hoặc nâng cao kỹ năng hơn nữa để có thể giành chiến thắng cách dễ dàng hơn. Đó là hai ví dụ cho thấy rằng một con game được đánh giá dễ dập môn như là Valorant cũng có nét tương đồng với game đối kháng. Và một bước rank đều có những người chơi có trình độ giống bạn, nên là đâu cần phải lo việc bị người khác đấm cho ngợp hành đúng không? Muốn lên rank cao hơn thì cho học luyện tay, bổ sung tư duy chiến thuật, không một game nào là dễ cả. Rồi, về phần giá thành có thể lên đến 1.000 đô khi bắt đầu chơi game thì riêng phần mua máy và mua game tôi đéo nó làm gì. Nếu bạn chưa có sẵn máy và game thì bạn phải mua và nâng cấp máy là đúng, ok. Tuy nhiên, nói về đồ chuyên dụng để chơi game đối kháng tốn ngang máy chơi game để bắt đầu là không đúng. Điều này khiến tôi khá là nhột vì tôi bắt đầu chơi game đối kháng chỉ với 500k. Tay cầm DualShock 4 cũ mua trên Shopee. Tôi muốn chơi trên PC nhưng vì muốn trải nghiệm sự mới mẻ nên là quyết định một tay cầm. Các bạn nào mới bắt đầu hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím có sẵn. Bạn nào có bàn phím cơ thì ok, càng ngon, bàn phím công sở rẻ tiền thì chả sao cả. Thằng em của Nubi đôi khi nó cũng đổi bàn phím công sở để chơi kiểu, nếu hiểu sao lắm, dị vã lồi nhưng mà ok. Còn đến khi các bạn thực sự thấy thích game đối kháng thì bạn hoàn toàn thể suy nghĩ đến việc đầu tư mua thêm game để chơi game mà nói hơn. Thích tay cầm, mua tay cầm mới, thích sở tích, mua sở tích mới, thích bàn phím, ok bàn phím mới, quan trọng là cảm giác đấm, mua đồ càng đắt, đấm càng thích. Để bổ sung thêm, nói cả những bạn mới chơi và chơi được một thời gian, bạn quen với cái gì thì cứ try hot với cái đấy đi. Bạn không cần phải mua một cái stick hơn 200 đô với ý nghĩ là có stick giúp bạn chơi hay hơn. Đây không phải game pay to win. Minh chứng dễ dàng nhất chính là Meltdown Luffy, người đã giành giải vô địch EVO 2014 bộ môn Ultimate Street Fighter 4 bằng controller PS1. Vâng, các bạn đéo nghe nhầm đâu, đó là cái controller PS1 đấy. Còn để cảm giác gần gũi hơn anh em thì Nubi sẽ kể lại trải nghiệm của bản thân mình. Thì như ở trên, anh ấy đã tập chơi tay cầm nhưng được một năm anh ấy muốn chuyển qua sở tích, một phần là để trải nghiệm cách chơi trên máy thùng, một phần là để trải nghiệm xem cảm giác pro Hàn Nhật trên điện tử như thế nào. Và trải nghiệm thì vô cùng tệ hại, không thể thực hiện combo cơ bản hay làm, đến bấm đòn cũng bị trượt, trượt lên trượt xuống, bắt bài đối phương được nhưng không thể thắng được. Và rõ ràng Nubi thua cả bao cát Tony L như tôi là đây, các bạn hiểu rồi, nó cay vãi lồn. Cơ bản là biết trình mình cao hơn nhưng mà chơi đéo khác gì thằng Nubi.
lắm lúc là cũng muốn bỏ về chơi tay cầm ấy. Nhưng bạn nào không kiên trì được thì có thể đã nản chí trong vài tuần đầu tập chơi mà bán luôn cái stick. Nhưng Nubi nhà ta thì vẫn kiên trì. Là một combo master và hãy drop combo liên tục. Kết quả mất đến ít nhất 3 tháng, mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng mới có thể bắt đầu học thêm được những thứ mới. Và 3 tháng thì thực sự là thời gian khá là nhiều. Chỉ có thể bấm được combo cơ bản, ra đòn được theo ý muốn, triển khai chính thuật, bở la nói chung là nhiều. Kết luận là gì? Bạn quen gear nào thì bạn chơi gear đấy từ đầu đến cuối. Trừ khi bạn muốn một trải nghiệm mới giống combo master, ok. Cái này thì tôi công nhận là đúng, nhưng mà nếu tính từ năm 2015 đổ đi thì tôi không thấy một con game đối kháng nào mà không có hướng dẫn cả. Chắc là trừ Tekken thì mẹ tôi vẫn đéo hiểu sao nhà sản xuất đéo làm hướng dẫn trong game này nhỉ. Thậm chí ở năm 2014, Gunchi Gear XOD được đánh giá là có hướng dẫn đỉnh nhất từ trước tới giờ xuất hiện trong game đối kháng. Ngay từ lúc bắt đầu, game nào cũng sẽ hướng dẫn người chơi di chuyển đúng không? XOD lại nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ di chuyển xong hoàn thành nhiệm vụ mà nó bắt bạn phá bóng bay, gọi là mini game nó cũng được. Bạn trông vui vãi hơn. Tính ra thì bạn mất đâu đó khoảng 10 phút để hoàn thành cái hướng dẫn cơ bản của game. Thế nhưng nó không phải là toàn bộ. Bạn vẫn có thể tìm ra rất nhiều điều mới mẻ khi bạn chơi game đủ lâu. Và nó chỉ là những điều hay ở game đối kháng. Nó giống như kiểu Easter egg ở những game offline khác ấy. Cả cộng đồng lục lọi con game, mở cả sụt code để xem dev giấu gì trong game, mà vẫn có đầy quả trứng sau nhiều năm mới tìm ra được. Ví dụ tiêu biểu nhất ở trong game đối kháng chính là một biểu cảm của hung thần Aris, một người chơi game đối kháng lâu năm nhưng lại không biết việc vật người đang sử dụng Prowess sẽ khiến họ không gỡ được vật. There's no need for further testing, right? I did not know that. That was like that in the arcade too. This is the first time in Tekken history that regular throws are unbreakable. Ok, đây là những các bạn đang nhìn vào những con game của tuổi đời trên 6 năm như kiểu Street Fighter 5 thôi. Nhưng phải khẳng định một điều rằng DLC chính là nguồn thu nhập chính từ game đối kháng. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem, không có DLC như vật mới là màn chơi mới thì nhà phát triển game mó mà. Phải nghĩ chứ. Ngay từ thời sơ khai game đối kháng, các bản cập nhật của game đối kháng bắt bạn phải mua cả một máy thùng arcade cơ. Bạn có kêu không? À không, chắc bạn đéo kêu đâu đi. Mẹ mày, cái này mấy ông chủ quán arcade lo mà. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Nhưng mà quan trọng là đến khi nào ông già bụng bia đó mới mua thì lại là vấn đề. Bây giờ game đã dễ tích cực hơn rất nhiều. Các bạn chỉ cần download và bỏ ra một số tiền nho nhỏ để mua. Thích gì mua đó, mỗi khi game có update mới. Tuy nhiên các bạn có thể mua theo gói season pass cho nó rẻ. Bạn trả tiền một lần cho gói đó và chơi nó trong suốt một năm. Thường thì là một season pass sẽ dài một năm. Game sẽ cho bạn chơi nhân vật mới, map mới ngay sau khi được ra mắt. Đấy, bạn thấy không? Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn mua gói đến tận sang năm. Tính ra số tiền bạn bỏ ra để mua game đối kháng sẽ ít hơn rất nhiều so với số tiền bạn mua skin. Skin bạn mua được một thời gian, bạn thấy chán. Bạn thấy skin mới ra đẹp quá, bạn mua skin mới. Một thời gian sau, bạn lại chán và vòng lặp nó lại bắt đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn nào không chơi skin thì bạn ấy lại là người được hưởng nhiều lợi nhất, nhiều hơn người chơi đối kháng. Nhưng mà bạn nào không tiết tiền cho game thì DLC phải kinh tế hơn không? Đúng không? Đây là một cái lý do khiến mình cực kỳ là khó hiểu. Con game rất thành công ở trên PC lẫn console như Apex Legends, đâu cần lên mobile đúng không? Thậm chí lên mobile xong còn chết và bị shutdown chỉ trong vòng chưa đầy một năm hoạt động. Thêm vào đó, Apex Legends là một con game bắn súng tốc độ cao rất phức tạp với nhiều cơ chế đòi hỏi thao tác này rất khó mới thể chơi tốt. Đây bạn cứ thử tưởng tượng xem, bạn chơi trên PC, bạn thuần thục các kỹ năng di chuyển, bạn bay nhảy như chúa, rồi bạn thử bản mobile xem bạn chơi được không? Rõ ràng là đéo. Bạn không thể đủ độ linh hoạt để di chuyển được theo ý bạn muốn, dẫn đến việc chán game. Thì game đối kháng cũng vậy thôi. Tự dưng các bạn phải gói gọn một con game phức tạp như vậy lên trên điện thoại, thậm chí là phải cắt xén đồ họa, cắt xén điều khiển để phù hợp với smartphone, thế thì nó cũng đéo sờ mát lắm đâu. Còn nói riêng về thị trường game mobile như kiểu Call of Duty hay là PUBG thì đây là một thị trường riêng biệt, dành riêng cho những ai không có máy chơi hoặc là muốn chơi bản đơn giản hóa, ít tốn thời gian hơn PC. Trước đây những con game kể trên không có bản mobile nó vẫn sống tốt mà. Cá nhân mình thấy không nên đưa game đối kháng mobile, đó là mất đi những cái bản chất và vẻ đẹp tinh hoa game đối kháng. Gameplay có chiều sâu với khả năng tự do sáng tạo chính thuật, kết hợp linh hoạt với các đòn đánh và sử dụng chúng để đánh bại đối phương. Và đó chỉ những lập luận bổ sung của mình dành cho ý kiến của bên Game Cực 2. Mong là sau clip này, tôi đã giúp các bạn newbie mới tìm hiểu về game đối kháng có thể tự tin hơn mà chơi game đối kháng, chứ không phải như kiểu bị bạn bè chê cười kiểu IPE thằng kia chơi game dead kìa. Ok. Và tất nhiên nếu anh em thấy clip này hữu ích, đừng quên cho kênh một like, một subscribe và hãy nhớ đấm vào chuông để luôn nhận được thông báo nhất về những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì TKDB out.